mày mày đàn ông mày xuống mày nói chuyện tao. Đừng lại xuống nói chuyện đi. Còn mày à mày. Thằng này thằng nào? Bạn tao. Bạn cái đi đi. Mẹ ba ngày hôm nay tối hôm trung thu rồi nhá. Mày bảo với tao là mày bị ốm. Tao sang nhà mày. Mày bảo là mày không có nhà. Xong rồi mày đi chơi với dai đúng không? Tao ở đây chỉ là bạn tao thôi, mày tin hay không đấy là việc mày. Mày ngủ với nó chưa? Con này con Linh Miu đấy. Ờ đúng con Linh Miu. Thế mày nghĩ là tao ngủ ấy chưa mà mày hỏi tao câu đấy? Tao hỏi mày ngủ với nó chưa? Mày đéo tin tưởng tao thì thôi. Chúng ta diễn phim. Ờ thôi mày đéo. Tao bảo đấy chỉ là bạn tao thôi. Mày nghĩ tao như thế, mày thấy tao ngủ với nó chưa? Tao đéo biết nhưng mà cái vấn đề là mày nói dối tao. Mày bảo tao là mày ốm hả? Mày ốm thì gì đây? Vì tao đéo muốn đi chơi mày. Mày hiểu không? À thế bây giờ mày bảo mày không muốn đi chơi tao đúng không? Đúng. Thế yêu nhau là cái đéo gì nữa? Đúng rồi đấy, tao đéo muốn yêu mày nữa, mày hiểu không? Yêu nhau của gì? Suốt khoảng thời gian qua đứa nào là đứa chăm sóc mày? Đứa nào là đứa cho mày? Cho cái gì? Hả? Mày bảo mày cho tao cái gì mày nói lại cho tao nghe xem. Con này đúng là tao được cái gì? Tao chưa cho mày được cái gì? Con giọng nó. Ờ, tao chưa cho mày được cái gì đâu, Linh ạ. Mày ấy, mày nói thì không đéo rồi mày bảo tao là đào bỏ mày. Hả? Mày có bỏ cho tao đào lắm à? Tao nói mày biết được có đúng cái thời gian đầu là khoảng tầm 3 tháng đầu mày bán cái xe của mày để mày đưa tiền cho tao. Là cái khoảng thời gian đấy là tao khó khăn nhất. Còn cái lúc từ đấy cho về sau tao chưa thấy mày cho tao bất cứ một cái gì. Tao chưa thấy mày nuôi tao được bất cứ cái gì cho nên mày đừng có nói mờ tao. Mày bỏ bố ba mày đéo thấy thì mẹ mày nhục à? Mày suy nghĩ lại đi. Mày đặt tay lên đầu mày suy nghĩ lại đi. Xem là trước đấy con người mày như thế nào. Xem là ngày trước bọn nó suy nghĩ mày như thế nào. Này, tao nói mày biết tao thấy con mẹ chúng nó đấy. Làm sao hả? Bố mày sống như mày cho thiên hạ. Mày tao đi có thời gian để mà làm vừa làm cả thiên hạ, mày hiểu không? Nhưng mà mày phải hiểu ấy là từ lúc mày gặp bố mày này là mày là khác như thế nào, mày hiểu không? Ngày trước bọn nó nghĩ mày như thế nào? Ngày trước trên mạng bọn nó nói mày như thế nào? Thế tao khác ở chỗ nào? Mày không thấy mày khác à? Tao đều thấy tao khác luôn. À, tức là bây mày phủ tông tao đúng không? Thế công mày, bây giờ công mày là gì? À, mày nói tao biết công mày là gì? Em ơi, đêm rồi bớt bớt rồi em ơi. Con mạnh à, chúng mày cút. Này, bỏ xuống đừng có quay. Em quay gì đâu, nửa đêm mà hôm nay cãi nhau. Ui, xin cút. Anh, em xin anh ạ. Này, mày bỏ cái thái độ đi nhá. Ở đây đang là đang ở ngoài đường, mày hiểu chưa? Bơi lên nhà, mày tao làm, mày hơi bị làm xấu mặt tao rồi đấy. Bơi tao mày lên nhà. Lên nhà nói chuyện. Ngồi lên nhà. Vợ chồng cãi nhau. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa rồi, mày hiểu không? Thế thì đừng lên nói chuyện. Này, Tâm ạ, à, tao nói cho mày biết. 3 năm qua bố mày nuôi mày đấy. Nhá. À. Bố mày mày đi làm các thứ này kia nha. Mày lương 3 đồng. Cũng chỉ để là nuôi cả hai đứa thôi. Cho nên là mày đừng có nói với mày nuôi tao, mày chăm sóc tao. Nhá. Thế mày kể công đúng không? Tao nói tất cả những cái công đấy ấy, tất cả những cái công mà mày vừa kể ấy, đều có thể làm được, mày hiểu không? Mày bảo là mày đi làm để kiếm tiền nuôi tao. Thế mày thử suy nghĩ lại xem bố mày có làm như một con chó không? Mày đi đâu tao cũng phải đưa mày đi đón mày về. Mày làm cái đéo thì tao phải làm, mày ôm tao chăm sóc mày, chăm sóc con nó. Kéo dài gì đâu. Thế thôi. Nếu như mà mày đã nói như thế, nghe tao làm phiền mày nữa đúng không? Nhá. Được chưa? Tao không muốn làm phiền mày nữa đâu. Tao sẽ không để cho mày phải mẹ đi đón tao hay là bất cứ một cái gì cho tao cả. Những cái thằng khác đều hoàn toàn làm được. Mà nó còn cho tao tiền cơ. Tao nói cho mày biết là như thế. Chuyên nghiệp của mày. Tóm lại, thằng kia là thằng nào? Thằng vừa rồi là thằng nào? Tao ngủ với nó rồi. À, mày ngủ với nó rồi cái gì? Ờ, tao ngủ với nó đấy. Làm sao? À, thôi mày nhận mày ngủ nó đúng không? Đúng. Sao mày bảo tao là mày đi diễn? Mày đi diễn xong bên mày cũng c*** nó đúng không? Tao diễn trên giường đấy. Ờ, mày làm gì tao? À, thế cái loại mày ấy đéo tay đổ đâu, từ trước giờ mày vẫn thế thôi Linh ạ. Ờ, là rõ rồi. Anh bởi vì mày. Tao chỉ nói cho mày biết thế này. Anh nhìn quen mày. Con gái ấy, quen không? Mày nhìn quen lúc không? Nào cũng cần phải có một bờ vai để dựa vào. Nhưng mà tao hỏi mày, mày có làm cái bờ vai đéo gì để tao dựa vào hay không? Hay là đi mẹ cái đéo gì cũng để tay tao hả? Thì mày cũng để mày hỏi tao, thì mày cũng nói tao hả? Bơ mày chỉ nhục tao đúng không? Đúng. Thế thôi, tao đéo có gì nói mày rồi. Thôi. Mày đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ mày quyết định con mẹ luôn đi. Tao mày yêu chia tay anh chị ngủ đây. Mày làm gì? Mày. Im con mẹ chúng mày đi. Chị mày nói liếc. Chị mày chưa chia tay đúng không? Tao thích chia tay đấy.
Ờ thì chia tay, chia tay. Mày nhớ tô này của mày ngày hôm nay bố mày chia tay mày. Bố chia tay, chia ai chia tay? Có chưa? Đây. Mày nghĩ chia tay dễ thế à? Chia tay dễ thế à? Hả? Mày bỏ ra tao. Bây giờ ra nhớ. Mày bỏ ra. Mày đi, em nghe tao nói đây. Bây giờ tao xin lỗi mày được chưa? Còn mẹ cho mày cười. Mẹ cả mày. Mày nói mày để cho chúng nó cười đấy. Nhá. Bây giờ tao xin lỗi mày. Tao đéo cần biết là mày đang ngủ với thằng kia hay chưa. Thằng này còn nhiều. Bây giờ tao xin lỗi mày. Tao không muốn chia tay. Tao nghĩ là tao nghe cũng xin lỗi quá nhiều lần. Và tao đéo muốn xin lỗi nữa. Mày hiểu không? Tao đéo có lỗi cho mày xin. Ngon đấy, phết đấy chứ. Mày nhá. Mày hiểu chưa? Nhưng mà tao không muốn chia tay, tao vẫn muốn tiếp tục. Từ bây giờ tao sẽ thay đổi. Tao hỏi mày tiếp tục mày thay đổi như nào? Hả? 3 năm qua tao cho mày cơ hội, mày có thay đổi hay không? Mọi thứ tao hỗ trợ mày hết nước hết cái. Tao làm tất cả mọi thứ vì mày. Tao nói cho mày biết đi. Thì nói như tao đi ra ngoài đường ấy, mày đéo bao giờ mày cái thằng mày quê rẻ như mày yêu được tao đâu, mày hiểu không? Kiểu liên hệ rồi. Tao đéo thích bắn xe. Nhưng mà tao đã để cho mày khổ bao giờ chưa? Mày để tao khổ mãi đái luôn ấy. Lâm à, nếu mà tao đi ra ngoài, tao yêu thằng khác đấy, chắc chắn đấy là nó sẽ mua cho tao đi, nó sẽ cho tao một ô tô. Tao không cần phải đi cái con gây quẻ của mày, con quay gẻ của mày. Chị ơi, mà anh em mua iPhone 13. Đừng chơi đi, không chơi nó chửi. Mày bảo mày thằng kia cút con mẹ đi cho tao. Đây đây, em đi. Mày không được chia tay tao. Tao bây giờ tao chỉ nói một câu thôi. Mày có biết cái tội lớn nhất của mày là gì? Là đéo có tiền nên Lâm ạ. Mày có cút ra. Là đéo có tiền nên Lâm ạ. Chia tay, đừng có theo bố mày nữa. Đúng rồi. Anh ơi, chia tay là đúng rồi anh ạ, không có tiền như thế này đúng rồi. Còn mày à chúng mày?